cả nhà đã đến với kênh Randy Cuộc Sống ở New York. Hôm nay gia đình mình có làm một món, đó là bánh bột lọc nhân thịt. Bánh bột lọc mình luộc chín rồi mình sau đó mình hấp. Ở bên trong đó là mình bỏ thịt heo với nấm với tôm. Và bây giờ mời các bạn cùng ăn với mình nha. Món này mình ăn ăn kèm với nước mắm với rau răm và tương ớt. Dạ mình trộn như thế nha. Trộn lên mình ăn. Làm giờ mình mới ăn. Không biết chất lượng như thế nào. Đó này. Có nước mắm nó đổ. Mời cả nhà nha. Dài ngon quá. Nước mắm cũng ngon. Tự làm tự khen cả nhà ơi. Nước mắm mình làm theo nước mắm mà người ta bán á. Hôm nay mình phát hiện rồi, không có nặng chanh. Khi mình ăn những cái đồ ăn như thế này là những cái đồ ăn giặt á, mình không nặng chanh, nó ngon. Chiên chiên. Được không? Nó khổ rồi, nó dài á. Mắm ngọt ha. Nước mắm để ăn những loại này mà không có bỏ chanh. Chứ bỏ gì vậy? Nước sôi á, mình nấu nước sôi á rồi mình bỏ nước mắm vô, bỏ đường rồi xong á mình khuấy ra, bỏ ớt vô. Nó có vị chua chua đó hả? Nó không có vị chua rồi đấy. Có đó là giấm ở của ớt á. Có vậy hả? Giấm của ớt bằng của mình á. Cái này mình làm cái bột bọc không nhận ngon thử luôn. Mình làm một cái bự chứ không phải nhỏ giống như người ta bán. Ở đây bán 50 cent cái. Mà ở dưới Pennsylvania, chỗ anh chị nhỏ, dưới đây không có. Cái dừng nó có đậu, nó có gì? Con tôm. Có tôm. Cái này nhưng này mình làm với củ sắn ngon ha. Ngọt ghê. Em gái mình nó dai mình không dám cho nó. Thịt giờ này chị mở củ sắn, nấm mèo rồi mình xào bỏ gia vị vô, mình không có ăn tôm mà ngon quá ha. Cái bánh á khi mà hấp lên á nhìn nó không có đẹp, có tôm thì có màu đỏ đẹp, mà mình làm cái kiểu này không đẹp, nhưng mà mình thích cái như này nè, cho nó 200 làm theo cái này. Tôm thì mình cũng thích. Tao hỏi là 200 lượng tôm gì quá cho nên ngán rồi. Đây mình sẽ tương ớt nhiều luôn. Giống hết cả rồi. Ai gì chua chua nào, mình biết cái gì. Tương ớt. Rồi mình sẽ tương ớt vô nhiều luôn. Ngon. Ngon thiệt luôn, ta nhà. Ở nhà làm thử lần. Thấy cũng dễ làm á. Dễ làm cả nhà. Chồng mình nặng bột, nhờ bột xong nó mình xuống mình cán ra xong cái bỏ nhân vô, múc nhân nhưng bỏ vô xong mình cái mình gấp lại, mình bỏ vào nước trụng cho nó nổi lên một hồi á, nó chín rồi xong mình vớt qua cái thao mà có để nước đá rồi xong á. Vậy là xong rồi đó, cũng dễ làm lắm cả nhà. Nó nguội nó trong lại đẹp ha. Con hả? Ngon thiệt luôn á. Cả nhà làm thử ăn lần đi. Nước mắm ngon á. Ăn lần là ngon.
cái này cái gia vị với lại cái quan trọng cái nước mắm nữa, nó ngon nữa. Nước mắm nữa với thịt ở trong á, nhìn nó trông ngon. Nước mắm cái tô của mình là ớt không ngon lắm. Mình ăn điểm sáng á cũng có những món giống vậy nè. Bột nó dai. Cái này mình ăn kèm với tương ớt là chất lượng luôn cả nhà. Bột này nó dai cho nên mình không dám không gái. Gái nó ăn không thấy là mất cổ luôn á. Ớt nhưng mà đặc biệt á, rau ăn kèm là phải rau răm. Rau răm nó đốt chín hiệu đó. Rau răm nó thơm nó ngon. Ủa sao cái này nó như vậy? Ừ. Ngồi mình để nằm á. Mà cho chen nha. Mình làm cái miếng bự lắm. Miếng bự vậy nè. Cái gì vậy mình phải cắn làm hai. Bằng cái bánh nè. Bằng cái bánh với chị Yến mua nó hấp á. Bằng không? Cái này của mình bự hơn á. Mặc dù mình làm không kém người ta nhưng mà ngon, chất lượng. Không cực. Ừ. Nhỏ bỏ vào nó không có kỳ công nhiều. Nhỏ bỏ cũng cho nó nó mềm xong rồi đó mình nắng cục. Mình cắt ra khúc khúc rồi mình dùng cái đầu cán mình cắt rồi bỏ nhìn vô. Bỏ vô được. Người làm hai người thế nhanh. Hai người. Người cán bỏ. Ăn bây giờ ăn chắc nó cổ quá. Ừ. Thành nó dai cả nhà. Miếng dai ngon ghê luôn. Ở Việt Nam người ta làm có ăn tôm với tép màu đỏ. Nhưng mà ta cái bỏ vô miệng vừa ăn luôn á. Mà cái làm dầu dữ lắm nha. Ở đây không có dính. Có lá. Còn này mình luộc. Không có người không sống. Cũng luộc vậy không nè. Mở dầu nữa. Sao nó không có bị dính á. Bởi người ta bán lần hộp bự không á. Ai cũng như nhà đông á, người ta mua lần hộp bự. Ở bên Việt Nam cứ đặt mua một chạy ra ngoài chợ có mua ăn thôi. Còn bên đây đâu có, mình muốn ăn thì phải tự làm. Chị này mình phải cắt ra nhỏ nhỏ. Món mình ăn những ăn là hết sạch. Bạc bát luôn ha. Không có chuyện gì đâu luôn á. Bắt đầu ai chính ăn như vậy không? Nhưng mà chả lụa á. Ừ, có cái lụa suy nghĩ đó, có nhìn thịt ăn chả lụa chứ. Ừ. Ừ. Một chút bà làm bánh cho. Bánh này là lăn luôn á. Mình ăn rau găm mình ăn nguyên cây. Cái bánh mắt thì chết. Cũng ăn nữa. Nữa chứ. Mình lấy rồi. Cái đá. Năm ngàn đi ha. Năm ngàn là mấy cái? Năm ngàn hả? Đây, mình cứ gọt cái xoài như này cả nhà. Năm ngàn ở Việt Nam là hai cái. Vậy hả? Bốn cái 10 ngàn. 10 ngàn đi. Bánh rẻ luôn, tặng cá nữa.
xoài. Xoài mình thấy vàng. Thấy vàng nó ngon cả nhà. Không biết ngọt hay chua. Đây. Không được. Không biết nổi nào. Ai để tủ lạnh. Nó chua, để ngoài ăn liền nó không sao. Cái này trắng mắt, mắm đồ. Con nhúc ngay con cà tây. Mới thấy món ăn là cái món này là phổ biến nhất trên đời. Mắm à. Ồ. Thêm mắm nữa. Đó. Tôm gì nè cả nhà. Đó. Ngon không? À rồi rồi rồi. Con gái còn cái bơ nữa. Nó khều. Nó khều khều, nó quẹt quẹt. Nó đòi ăn, nó khều mình. Ăn cái này phải có không có đâu đúng không? Rau răm á, mình để những cái cây á. Cắt vô. Tới mình đây. Thôi mình ăn 5 vàng thôi. Máy vô, máy vô. Vô, máy vô. Các bạn đang mở vô. Không. Em ăn đi. Anh ăn nguyên cây không ạ? Nó mới ngon. Cầm nguyên cây. Xịt miếng tương ớt vô. Máy vô, máy vô. Cái mắm khỏi chơi luôn. Cũng lâu lắm rồi, không ăn món này để làm mà ăn với cái xe. Này là phải ngon, nó cảo. Ngon hơn cái cảo á. Nó cảo mà chắc dễ ngán hơn. Còn này cũng ngon. Nãy giờ trên ăn gần hết một trái rồi đó, cái nhà trái bự luôn đó. Chắc là nó ăn này mình để hành nhiều. Hành phi á cả nhà. Với hành lá với mình thấy dầu vô á. Cho nó thơm á. Hành xanh á. Nó ăn cái bánh mỡ hành con. Rồi hành phi nữa. Khi nó thơm, nó giòn, nó béo. Rồi, chén hết chưa? Này mình làm bịch bột được dễ đó anh hả? Không, này chưa tới một bịch á. Không tới hả? À. Ồ, vậy một bịch cũng nhiều dữ hả? Ừ. Video clip đến đây cũng đã dài cả nhà. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ hạnh phúc. Cả nhà nhớ like, subscribe cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye. Bye bye cả nhà. Bye bye.